Em xin chào tất cả anh em nha. Em chào mừng anh em đến với kênh Tâm Sắc Đức Thắng nha. Hôm qua em có lên em đăng một lô máy Mitsu 7 với Mitsu 85. Này có một số anh em cũng như bà con cô bác mình thì nói là có xé lẻ ra không, để bán cho anh em. Có người thì hỏi mua một cái, có anh em thì mua hai cái. Có anh nhắn nhắn cho em giúp chưa? À, giờ em quên tên ha. Thì bữa nay là em cũng xin chích ra một vài cái em bán lẻ cho anh em bà con cô bác mình. Ví dụ như mình không phải cơ sở gì, nếu mà bỏ ra một số tiền lớn để mà mua hết nguyên lô á thì mình bán mình cũng không có sử dụng hết cũng khó cho anh em. Còn nếu mà mua một cái á, hai cái thì sợ bên em không bán, thì bữa nay em chia ra để cho anh em bà con cô bác mình tham khảo nha. Nếu anh em nào có một người xài hoặc là hai anh em xài hai cái thì sẽ có cái mức giá nó tốt hơn anh em, để cho anh em bà con cô bác mình dễ mua. Thì hiện tại thì Mitsu 7 thì em còn Mitsu 7 em còn dường như em nhớ là 6 cái, Mitsu 85 thì em còn 6 cái, tổng cộng là 12 cái. Tao chừa cái đen chà bá cho mày đó. Không ôm chú ôm vô chúng le nữa vậy. Giờ cái con đầu tiên em lên cho anh em là cái Mitsu 7 nè. Cái này thì bên em mà nãy em đã test cái két nước rồi. Em test két nước rồi là nó không lủng không xì. Đặc biệt là cái lực dầu rất là mới luôn. Nhưng mà cái này cái thùng dầu thì em thấy nó cũng còn đẹp nha anh em. Nó mới bắt đầu dấu hiệu là nó bị sét thôi, chứ mà nó đáng lý nếu máy nào bỏ lâu là nó sét đen đít luôn á. Còn cái này thì nó thiếu nắp. Cái điên máy này nó dễ luôn, này thiếu nắp dầu nhiều quá anh em ạ. Em có đặt con chở là 20 cái nắp để em bù lại. Máy này trước mắt á là không có nắp dầu. Thấy cái vụ chuyển hơi hạ mấy cái kiện hạ nó đi. Nhờ mấy đứa con xách cái ngoài vô. Còn các nước thì em có test rồi nha anh em, test nước nó không có bị lủng không mới xì. Cái gon của cái miếng để mà nó giảm sốc của cái kết nước này nó còn nè, nhưng mà bụi bặm nó còn rất là dơ. Còn mua e thì nó có nói thiết kế gì nè, không biết ngày trước người ta quấn người ta để trên cái gì thì em không biết nha. Máy thì em bao ghi nên em nguyên si, anh em nhìn cũng biết ha, chân nền mình chưa đóng rồi nè, chỉ nhờ con lăn bánh trứng giùm chú rồi chứ. Từ cái máy nó còn lăn không? chưa quên á, kẹt tay ạ. Rồi ok, còn hơi bực bực luôn. Rồi em bán cho anh em cái giá cho anh em dễ sử dụng nè anh em, nếu mà có tay nghề ha. Thứ nhất là cái máy này bu lửa còn nè, bu e còn. Còn cái nắp thùng dầu này thì em tặng cho anh em mình, hay sợ nhiều cái nắp Mitsu anh em không có. Cái này em bán cho anh em cái máy này với giá là 3,5 triệu, phí ship của máy này là 380 ngàn, là nó 3,880 triệu là em bao ship. Anh em nếu mà lăn hơi gì thì chắc chắn anh em gì làm nó rất là dễ chạy luôn, bảo đảm anh em mình luôn á. Cái hơi á đối với dòng máy Nhật nó rất là dễ, trừ khi nó cứng thôi, trừ khi nó cứng thôi. Là nếu không cứng thì nếu mà gì là anh em làm dễ học chạy. Máy thì em bao ghi anh em tắt bằng tặc luôn, nguyên bản luôn cho em, hoàn toàn chưa đụng chạm gì hết. Như mấy ngày nay là thợ thiếu trầm trọng rồi nè, thừa nó về chổng, nhà có đám đi nghỉ hai ngày thì không có thợ làm. Rồi tiếp tục con Mitsu này ở đây. Mitsu này thì bên đây nó có còn cái kết, nó còn cái áo chụp ở ngoài, rồi cái nắp nước nó rụng mất tiêu rồi, cái nắp đẩy nước thiếu bu e. Còn máy thì nó cũng nguyên bản luôn, bu lửa thì còn. Em bán theo hiện trạng nha anh em. Cái này anh em nhớ lưu ý là thiếu bu e nha. Cắt nước này nó về đây. Ui, thùng dầu còn đẹp quá. Cái này thì nó có cái nắp chụp của cắt nước. Mà cái này nó đơn giản lắm anh em. Cái miếng này nếu em chịu kiếm thì ở nhà em còn nhóc luôn á. Dục cắt nước. Em nhớ mấy miếng này cũng giả ra nhiều. Tiễn ơi, nhờ con vô con lăn cái này giùm mà dưỡng Úc ơi.
cái nó còn quay không, còn lăn không? Cái nào? Nè, nhờ con lăn lên cái bánh nó còn lăn không? Nhìn kẹp tay luôn. Tôi kẹp tay nha. Cái dây nó ấy rồi con ơi, cái dây dây điện của mô đưa. Dạ còn lăn mà. Còn lăn được bình thường không? Ấy, nhìn kẹp tay nha. Kéo ra xin chút nè. Lăn cho gõ cho bà con mình. Ừ. Cho gõ cho bà con mình dễ. Để giờ khi bà con ở xa rồi không có. Dùng kẹp tay nha chứ. Nhà máy thì em bao anh em là nguyên si toàn đập luôn á. Rồi ok, hơi phật phật. Rồi em cũng xin báo giá cho anh em bà con mình luôn. Cái máy này thì em bán cho anh em là 3,5 triệu phí ship, 380. Máy này thì thiếu bue. Anh em nhớ lưu ý về anh em, cái chuyện này là chuyện nhỏ với anh em rồi. Máy này thì nó về anh em gắn bue vô hoặc là cái câu hơi á. Anh em mua cái câu này chắc 42-49 mình hơi lửa mình tìm vô, hoặc là mua cái ống thùng á, ống thùng anh em gắn vô để mình xiết lại ha, chứ để gì trời mưa nó vô nước cái là quay học xì dầu luôn á. Rồi anh em nào chốt được cái máy này thì alo giùm em nha. 3,5 triệu phí ship, 380 nữa là 3,880,000 là anh em có một cái Mitsubishi 7 chạy gió á. Cái này nó rất là mạnh nha anh em, đời này nó có bố dục. Anh em xài nó mạnh ngon hơn cái D6 nhiều. Cái thứ hai nó xài gió, anh em đi đâu không có sợ mà máy nó không có lên nước máy, anh em vô tư. Với cái dòng này nó rất là bền nha, Mitsubishi nó bền dữ lắm. Từ máy xăng, máy dầu hoặc là xe cuốc thì nó cũng rất là giỏi. À đây con nữa, con lên cho anh em mình ba con. Cái này là cũng là một cái Mitsubishi 7, nhưng mà cái này cái thùng dầu người ta đổ có thùng dầu có nửa 60 vô nè. Rồi tài con rót ca nước con đổ vô con thử nước này con. Mấy này anh em xài nó bền lắm nè, cái này mặt ra mới chát luôn. Mặt ra rất là đẹp. Bôi còn bôi lửa thì mất cái chớp. Đó, nãy bác có thấy con có để ca nước. Thùng dầu ở dưới đáy hơi sét nữa nè. Này em không biết là nó có lửng hay không thì em không biết nha. Này nhìn thấy nó sét. Này được con cái nó bù lại cái mặt em quá trời đẹp. Trời quan sát. Ừ. Không phá qua này chưa? Nó cứng rồi. Ở Việt Nam mình chỗ nào cũng làm vũ khí được anh nè. Cái này tụi em quay thật sự với anh em là ngẫu hứng rồi. Hoàn toàn quay bán cho anh em bà con mình. Nó chảy đâu nữa. Với cái phương châm là vô cùng thoải mái luôn. Quay tới cái nào rồi báo giá sống cho anh em mình. Không có còn tình tượng ca nó không lại đâu. Con quốc thêm ca nữa. Dạ chị. Rồi con xách mấy cái ngoài chuyện nhỏ nhỏ vô luôn nha coi. Tắt cái đó đi con. Tắt đi để nó chạy hoài á. Nó chạy vô nào ôi này vậy ta nó
đồng tiền nước hay gì rồi. Đúng rồi, vịnh đồng tiền nước rồi anh em ơi. Vịnh không có luôn. Có đồng tiền nước. Con nước nó rất lủng mà. Đồng tiền nước. À, con kéo cái này ra chứ. Để quay cho bà con mình coi luôn. Cái nào cho nó vậy? Cái rõ ràng cái đó đi. Cái đồng tiền nước nó chảy ngay xe. Nước này xử lý được. Cháu em nó lắc mà em dặn đây cái đồng tiền nước nó bị xì nè anh em. Cái này thằng cháu em sẽ đóng lại cho anh em mình cái đồng tiền nước khác ha. Còn cái nước thì em bao cho anh em bà con cô bác mình. Từ các nhóc cái rồi. Nhờ con lăn thử bánh chớ nó còn quay không. Ok rồi. Hơi chắc nịch anh em ơi, hơi chắc nịch. Rồi em cũng xin báo giá anh em mình luôn ha. Cái này em bán anh em đồng giá hết 3,5 triệu phí ship 380. Anh em nào làm được một trong ba máy này thì alo giùm em nha. Một cái, hai cái, ba cái. Đồng giá hết 3,880,000 một cái. Còn anh em nào chốt được ba cái thì alo trực tiếp giùm em nha. Rồi em cũng xin kết thúc video tại đây nha anh em. Có anh em có như bà con cô bác rất nhiều. Cảm ơn con trai nhiều nha. Chắc này nhìn nó sơ cỡ cho anh em ơi. Cái này tối gì về làm ăn gì nổi nữa. Có vợ anh em ơi. Cái vợ mấy thằng thợ chứ mấy giống như mấy thằng cháu em rồi. Tối về cho vợ xong hết. Làm ăn gì nổi nữa. Quéo quá chừng. Chào tạm biệt anh em.